Give it to me, I'm worth it. Em xử lý chuyện này ra sao chị, chứ chị là chị không có chuyện như vậy đâu nha. Chị bình tĩnh đi để em nói cho chị nghe nè. Chị cũng biết á là trước khi qua kiểm toán thì bên em phải nói lúc nào cũng sẽ plan về nhân lực, bao gồm có kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán. Thì kiểm toán viên sẽ chịu trách nhiệm những phần phức tạp trong cái quy trình kiểm toán, còn trợ lý kiểm toán thì chỉ làm những cái phần đơn giản thôi. Và sau đó em sẽ lại review cái phần của các bạn, và cuối cùng báo cáo sẽ được partner và manager review lại nữa. Nên chị cứ yên tâm đi, em đảm bảo là chất lượng của cuộc kiểm toán sẽ như những năm rồi, cùng với team hiện tại. Em đã nói với chị rồi, điều đó là không có cần thiết. Tại vì kiểm toán viên là em sẽ chịu trách nhiệm những phần phức tạp. Công ty chị không phải công ty nhỏ, nó cũng là một thuộc dạng công ty lớn. Trời, em nghĩ em có thể làm nổi không? Sao em chị nói qua em không hiểu vậy? Em đã kiểm 3 năm rồi chị, mà chất lượng vẫn đảm bảo mà. Tôi không biết. Tôi muốn một nhóm kiểm toán ít nhất 2 kiểm toán viên. Sao tôi nói hoài mà chị không chịu hiểu vậy hả? Tôi chịu hết nổi rồi nha. Năm nào đó, kiểm toán tôi tới cũng chất lượng, mà chị cứ làm khó làm dễ là sao? Dẹp, không có kiểm gì nữa hết. Đi về. Bị gì trời? Thôi cũng được, không ổn. Alo, chị ơi, cứu em. Sao? Muốn hỏi cái gì? Hỏi cái này phải không? Ủa? Sao chị nhớ năm ngoái cũng hỏi cái này rồi mà? Trời ơi, sao năm nào cũng hỏi này vậy? Tôi đâu có rảnh để giải thích đi lại với mấy người đâu. Ê, chị ơi, sao em hỏi cái này? Em ơi, cái này tuyệt mật, chị không có thể cung cấp tài liệu này được cho em được. Cái này hả? Em hỏi kế toán tổng hợp nha. Sao? Muốn biết kế toán tổng hợp ở đâu phải không? Chị nè. Hai vệ sinh
Chị nữa hả? Em làm kiểm toán bao nhiêu năm rồi? Đó, bởi vậy cho mấy đứa 1, 2 năm kinh nghiệm vô chẳng làm được gì. Người thì như cái mập với mà não như cái này em tự đi ấy đi chứ. Em làm kiểm toán bao nhiêu năm em cũng biết rồi. Còn gì nữa không? Hai vệ sinh xinh, cái vàng bay trong bể nước ngồi lên lặn xuống, cái vàng múa tung tăng. Hai vệ sinh xinh, sao mà bơi nhanh thế? Thấy bò gầy nên đuổi theo rất nhanh, cá vàng bắt bò gầy cho nước thêm sạch trong. Hai vệ sinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. Hai vệ sinh xinh, sao mà bơi nhanh thế? Cá vàng thấy bò gầy nên đuổi theo. Thank you.